Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu, ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp, các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói, đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây chính là thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật chính người biết có gì trong lòng con người. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, có lẽ trong Kinh Thánh chúng ta ít khi thấy Chúa Giêsu có những cử chỉ mạnh mẽ, cứng rắn như ngày hôm nay. Làm những cử chỉ mạnh mẽ như vậy cho thấy rằng Ngài cần phải thực hiện và không thể nào thỏa hiệp được nữa. Cách mà người ta đã dùng đền thờ như là một phương tiện để buôn bán. Tất cả những việc làm tự nó không phải là xấu. Việc đổi tiền, việc bán những con chiên, con bò hay những con chim bồ câu để làm những vật phẩm dâng vào trong đền thờ không phải là sai. Bởi vì người ta cần phải đổi tiền, cái tiền dân ngoại sử dụng không thể đem dâng vào đền thờ, họ phải đổi một thứ tiền gọi là tiền của đền thờ. Và người ta phải dâng những lễ vật xứng đáng cho Thiên Chúa, không thể dâng những con vật què quặt đuôi mù hay những con vật không còn xứng đáng. Như vậy thì thưa anh chị em, việc kiếm những con vật tốt đổi tiền cho xứng hợp để đưa vào đền thờ không phải là sai. Tuy nhiên chắc chắn trong cái việc mà mua bán đó, nó cũng trở thành cái chuyện sử dụng những phương thế đó để kiếm lời, hay là cuối cùng việc thờ phượng Thiên Chúa trở thành những cái việc nó chỉ như là trao đổi với nhau thôi, không còn là việc thờ phượng đích thực nữa. Vậy cho nên thưa anh chị em, hôm nay chúng ta được Chúa mời gọi nhìn lại việc thờ phượng Chúa. Chúa có chỗ đứng thế nào trong cuộc đời của chúng ta? Và chúng ta thấy bài đọc 1 nói với chúng ta về việc thờ phượng Thiên Chúa, chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Đây là một cái cám dỗ vô cùng lớn đối với dân Do Thái khi họ sống giữa dân ngoại. Dân ngoại là những dân thờ đủ thứ thần hết. Tất cả những gì gọi là liên quan đến đời sống, người ta có thể thần gió, thần mưa, thần lửa, rồi các con thú, hay là tất cả những thứ gọi là thần đem lại cái may mắn, tất cả những chuyện đó người ta thờ hết. Nhưng người Do Thái chỉ được thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Và đó là một điều mà làm cho dân Do Thái đôi lúc cũng muốn bắt chước dân ngoại, cho nên Thiên Chúa rất là ghét chuyện ấy. Kẻ nào hành động như vậy là Thiên Chúa loại ra khỏi dân của Ngài. Thậm chí có những kẻ đã bị chết vì mình làm những công việc sai trái đó. Và điều đó ngày hôm nay là cái mà chúng ta cũng cần phải để ý. Nhiều người Công giáo nói chúng ta là người Công giáo, nhưng thực sự họ là sống như dân ngoại, thờ y như dân ngoại và thực hành như người ngoại, cho nên cứ tưởng là cứ có danh nghĩa Công giáo là người có đạo. Không phải đâu. Có những người Công giáo mà sống như dân ngoại,
Và xử sự với Chúa vẫn chỉ là xử sự theo kiểu buôn bán. Tại sao Chúa không cho tôi làm ăn được thì tôi không đi nhà thờ nữa? Hay là chúng ta cư xử với Chúa không xứng đáng, nghĩa là chúng ta coi cái việc thờ phượng Chúa chỉ là một cái gánh nặng phải cố gắng mà thực hiện. Đến nỗi có nhiều người bớt xén của Chúa, phần này phần kia, lễ thì đi trễ, còn về thì về sớm, rồi kiếm cái chỗ nào mà lễ ngắn ngắn đi cho nó mau. Tất cả những điều đó cho thấy rằng ở trong chúng ta đã có cái tính toán nào đó với Chúa, và chúng ta sống bất xứng với Chúa. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta phải xem lại cái mối tương quan Chúa có chỗ đứng nào đó trong cuộc đời của chúng ta. Hay là chúng ta có thực sự tin Chúa là Chúa duy nhất của chúng ta không? Hay chúng ta còn tin vào những cái khác? Và điều này không phải là ít, rất nhiều người Công giáo, thậm chí những người Công giáo có đạo đức nữa, có con đi tu vẫn làm như vậy. Vẫn thờ thần này thần kia, không đưa thờ tượng đó về nhà, nhưng có chuyện gì thì chạy đến kêu cầu những cái người này người kia đến cứu giúp mình. Có một người nói: thưa cha, con nhà con bị bùa hết rồi. Tôi hỏi: tại sao bị bùa? Mà con không biết, nhưng mà con thấy là bị bùa ngải nhiều lắm. Rồi sao mà biết được? Dạ con đi coi thầy. Rồi sao không bảo ông thầy ông chữa cho? Bảo dạ chữa mà không khỏi. Tôi nói: con là người Công giáo, nếu mà chuyện bùa ngải là chuyện ma quỷ thì con phải đến với Chúa hay con đến với quỷ để nó chữa cho con? Những thầy pháp là ai? Người của ma quỷ, không phải người của Chúa đâu. Người của ma quỷ, như vậy chúng ta kêu quỷ đến cứu chúng ta thì làm sao mà cứu được? Bao nhiêu người đến với tôi, tôi nói cứ kêu thầy đến chữa thì không những nó lấy ra những thứ mà nó đưa vào, nó còn đưa thêm vào, và nhiều người khốn khổ vì chuyện ấy. Cho nên cái điều tôi đặt vấn đề không phải là lấy cái đồ vật đó ra, lấy đồ vật ra không phải là vấn đề. Vấn đề của mình có tin vào Chúa có quyền năng trên tất cả mọi quyền lực không? Đó là điều mà chúng ta phải xem lại. Đôi lúc chúng ta là người Công giáo không tin Chúa đâu. Chúa không có toàn quyền, không có toàn năng đâu. Chúa chỉ có một số quyền nào đó thôi. Và có chuyện gì thì đến với những cái thần dân ngoại, thần ngoại giáo, cúng kiến xin cái này xin cái kia, làm ăn. Có khi tôi vào cái nhà làm phép nhà, vào làm phép nhà thì thấy ở dưới có cái bàn thờ gì nó che dưới. Tôi lật ra thấy ông thần tài dưới đấy. Tôi hỏi: vào làm phép nhà làm gì? Thờ Chúa mà còn thờ ông thần tài. Bảo dạ, chúng con xin Chúa chuyện lớn, còn chuyện nhỏ xin ông địa. Đấy, chúng ta sẽ thấy cái đạo trạng như vậy thì rõ ràng là chúng ta đang sỉ nhục Chúa rồi. Chúa có làm được gì cho mình? Không làm được gì hết. Không chữa lành cho tôi được khỏi bệnh, và không cứu tôi khỏi tất cả những quyền lực, và không giúp cho tôi sống tốt. Thưa anh chị em, rất nhiều người trở thành những người sống hai mặt, mà cái điều đó chắc chắn cũng sẽ bị loại trừ. Những người sống như vậy thì không bao giờ được ai cứu cả. Quỷ nó cũng phá, mà Chúa thì cũng không được Chúa ban ơn. Thì thưa anh chị em, chúng ta phải xem lại. Tôi muốn anh chị em coi lại xem chúng ta thờ một mình Thiên Chúa hay còn thờ những thứ khác, thờ tiền bạc hay là thờ tà thần. Cho nên chúng ta thấy dân Do Thái khi mà quay lưng với Chúa thì họ sẽ bị tai họa xảy đến. Không còn theo Chúa nữa thì đừng mong có một thần nào có thể cứu họ được, và thần nào thương họ được. Chỉ có Chúa thương họ thôi, không có ai thương. Và chúng ta cũng vậy. Giữa một thế giới ngoại giáo ngày hôm nay, chúng ta thấy nhiều người vỗ ngực mình là vô thần, nhưng tin tùm lum, thậm chí là đa thần nữa. Cho nên cái hiểm họa của việc chúng ta thờ tà thần rất là nguy. Và nhiều người Công giáo rơi vào mà tưởng mình vẫn đi lễ, đi nhà thờ, vẫn rước lễ, nhưng mà vẫn thờ tà thần, vẫn tin vào quyền lực tối tăm. Tôi nói cái đó là cái mà chúng ta đang làm hại cuộc đời của mình. Vậy thì tôi xin anh chị em trong ngày hôm nay chúng ta duyệt xét lại, chúng ta thờ Chúa như thế nào? Chúng ta có tin một mình Chúa mà thôi không? Hay còn tin vào những cái khác? Và điều thứ hai là chúng ta dành cho Chúa cái vị trí nào trong cuộc đời? Và chúng ta dành cho Chúa cái điều gì tốt nhất? Hay chúng ta dành cho Chúa những thứ gọi là thừa thãi, còn ít thời giờ cố gắng để mà đọc kinh cầu nguyện, hay là chúng ta thấy đi nhà thờ thì cũng chỉ đi cho nó qua quýt. Thậm chí có những người đi nhà thờ mà chẳng nhìn thấy gì cả, đứng ở đâu rồi cứ nghĩ ta đã đi nhà thờ. Chúa đâu có thể nào mà đón nhận được những cái của lễ mà nó quá tầm thường, quá xấu xa và quá kém cỏi như thế. Chúng ta thấy không, khi chúng ta đến cho ai một cái vật gì mà chúng ta cho cái vật đó nó thừa,
một cái bó hoa, một bó hoa héo chúng ta lượm đông ngoài nghĩa trang đem về tặng cho người ta thì thường người ta có chịu không? Người ta có thèm đón nhận không? Hay là những thứ mà chúng ta vứt đi không cần đến? Thưa anh chị em, đến với Chúa, hãy dành cho Chúa cái tốt nhất. Mà khi chúng ta dành cho Chúa điều tốt nhất thì Chúa cũng dành cho ta những cái tốt lành. Ngài không chỉ gọi là miễn cưỡng chấp nhận chúng ta, mà Ngài sẽ ban lại cho chúng ta. Chúng ta phải biết là cái gì mà chúng ta dâng cho Chúa, Chúa có thua chúng ta đâu. Chúa sẽ ban cho chúng ta những thứ tốt hơn. Vậy thì anh chị em hãy coi lại việc thờ phượng Chúa của chúng ta. Chúng ta dành cho Chúa cái điều gì? Và chúng ta có gọi là thực sự quý trọng những gì mà chúng ta dành cho Chúa. Thức dậy buổi sáng chúng ta có dành cho Chúa cái giây phút đầu ngày để nói với Chúa, lạy Chúa ngày hôm nay của Chúa, lạy Chúa ngày hôm nay con đến với Chúa, lạy Chúa ngày hôm nay xin Chúa dẫn dắt con đi theo đường lối của Chúa. Anh chị em có dành cho Chúa giây phút đầu tiên, những giây phút mà quý trọng nhất? Và chúng ta có dành cho Chúa những cái tình cảm, tình thương hay là lòng yêu mến một cách sâu xa không? Hay chúng ta cũng làm qua quýt? Tất cả những cái đó chúng ta cần duyệt lại. Mùa chay là mùa giúp chúng ta nhìn lại. Có khi chúng ta đã sống vất vưởng mà không biết, hay là chúng ta sống vất vưởng rồi chúng ta cứ tưởng vậy cũng được. Thưa anh chị em, Chúa là đấng tốt lành, Chúa là đấng thánh thiện, thì chúng ta cũng phải dâng cho Chúa những cái tốt lành, những cái thánh thiêng, chứ đừng dâng cho Chúa những thứ tầm thường. Và thưa anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta hãy thờ phượng Chúa trong cái tinh thần đích thực, không phải là nghi thức. Chúng ta đã thấy giáo hội cũng có lúc đã tổ chức những nghi thức này khác, nhưng rồi giáo hội đã phải canh tân. Với Công đồng Vatican II, giáo hội muốn coi lại, nhìn lại cái cách mình sống. Có khi làm như vậy không được, và sẵn sàng bỏ đi tất cả những gì rườm rà không cần thiết. Chúng ta thấy các vị giáo hoàng trước đây cũng được đón tiếp long trọng như là những vị vua, thì bây giờ chúng ta thấy không còn kiệu, không còn những cái mũ lớn vĩ đại, những đồ vật hay là những cuộc rước trang trọng, đơn giản hóa để dành sự vinh quang cho Thiên Chúa. Như vậy chúng ta thấy đã có lúc giáo hội sẽ phải loại trừ tất cả những gì bất xứng. Và nếu chúng ta không loại trừ, Chúa sẽ loại trừ. Và ngày hôm nay anh chị em thấy ở nơi nào người ta không còn thờ phượng Chúa cho xứng hợp nữa thì những nhà thờ sẽ bị hủy. Có nhiều nhà thờ đến ngày hôm nay chỉ còn có mỗi cái mặt tiền thôi, là bởi vì trong đó có ai đi lễ nữa đâu, có ai thờ phượng Chúa nữa đâu. Và như vậy chúng ta sẽ thấy có nhiều nhà thờ sẽ bị loại đi, hủy đi, không cần nữa. Nếu cần thì Thiên Chúa loại hết, chỉ để lại những con người thờ phượng Chúa một cách chân chính. Mà thờ phượng Chúa chân chính là gì? Là thờ phượng ở trong Đức Giêsu. Như Chúa Giêsu nói, hóa hủy đền thờ này đi, ba ngày ta sẽ dựng lại. Nghĩa là tất cả những cái phụng tự cũ, những cái gì mà nó không còn xứng hợp nữa, nếu cần phải loại thì loại, nếu cần thanh luyện để cho nó tốt hơn thanh luyện, còn không thì Thiên Chúa sẽ loại bỏ. Điều đó rõ ràng. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đã thấy ở Tây Phương nhiều nơi thờ phượng đã bị loại trừ, bởi vì người ta không còn thờ phượng Chúa trong chân lý nữa, người ta không còn thờ phượng Chúa trong Đức Kitô là chính đền thờ của Chúa Cha. Và như vậy thì thưa anh chị em, chúng ta hiểu được rằng chúng ta cần phải còi lại, canh tân lại, thanh luyện lại tâm hồn chúng ta, để rồi khi chúng ta được thanh luyện tâm hồn thì Chúa cũng sẽ đến đó và Ngài ngự ở đó. Cho nên nơi Đức Giêsu, Chúa Cha đã đón nhận con của Ngài như là của lễ và là bàn thờ và là đền thờ. Chúng ta cũng được sát nhập với Đức Kitô. Và như Thánh Phaolô nói, anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần, anh em là đền thờ của Thiên Chúa, là Chúa Thánh Thần ở trong anh chị em. Như vậy thì chúng ta khi được rửa tội, chúng ta đã trở nên đền thờ. Hãy làm cho đền thờ ấy nên xứng đáng, đừng làm cho nó ra nhơ uế vì những việc làm xấu xa. Và chúng ta cũng cần canh tân lại chính bản thân chúng ta, canh tân lại việc thờ phượng Chúa, canh tân lại cách thờ phượng Chúa, và canh tân lại chính tâm hồn chúng ta, để tâm hồn chúng ta nên tinh tuyền. Tinh tuyền thì thế nào? Thưa anh chị em, chúng ta thuộc về thế giới của Thiên Chúa, thế giới thánh. Tôi nói điều này không phải chỉ là một cái khẳng định về mặt lý thuyết, nhưng thưa anh chị em, chúng ta được rửa tội, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta được thánh hóa rồi. Vì vậy cho nên chúng ta luôn luôn có thể được đổi mới, trở nên tốt lành nếu chúng ta ăn năn hối cải. Chúng ta vẫn trở nên tốt lành, được tinh tuyền như một người con khi mà đã hồi tâm trở về với cha,
thì người cha làm cho nó nên trở nên con cái như cũ, phục hồi cho nó cái chức vụ làm con. Thì chúng ta biết rằng Thiên Chúa vẫn biến đổi chúng ta trở nên con cái Chúa. Những người Công giáo dù có phạm tội, dù có hư đốn, ngày nào đó họ hồi tâm trở về, Thiên Chúa vẫn tiếp nhận. Và tôi thấy những người đó chúng ta dễ dàng đưa họ trở về sự thánh thiện. Còn những người ngoại không biết Chúa mà họ hư đốn rồi, quả thật là một con đường vô cùng gian nan, bảo người ta hối cải không biết phải làm gì. Cho nên thưa anh chị em, nếu anh chị em là người Công giáo, khi ma quỷ nó đến nó phá hoại cuộc đời anh chị em chỉ cần trở về với Chúa, mở lòng ra xin ơn huệ Chúa đến, Ngài xua đuổi ma quỷ đi. Còn những người ngoại giáo nhiều khi họ bảo cha giúp con xua đuổi cái ma quỷ ở nơi cái bà này, tôi hỏi có đạo mà không có đạo, không có đạo thì đuổi làm gì và đuổi làm sao được, đuổi quỷ đi được nó lại về lại thôi, có gì đâu, bởi vì nơi đó không có Chúa. Tôi nói là muốn xua đuổi được sự dữ phải có Chúa ở trong tâm hồn. Và điều đó kinh nghiệm cho thấy là một người Kitô giáo, một người Công giáo đã được rửa tội thì có thể trở về và được trở nên thánh thiện tốt lành nhờ mình đã được ơn Chúa. Vậy thì thưa anh chị em, mùa chay chúng ta là những người Kitô hữu và chúng ta biết chúng ta được ơn của Chúa rất nhiều. Ơn của Chúa đã đi qua cuộc đời của chúng ta, nhưng ngày hôm nay trong mùa chay mời gọi chúng ta hãy loại trừ sự dữ, nhất là việc thờ phượng Chúa bất xứng của chúng ta. Hãy loại trừ những việc làm xấu đi, hãy trở về với Thiên Chúa và thờ phượng Chúa cho xứng đáng. Ngài là Chúa của chúng ta, và nếu chúng ta tin tưởng nơi Ngài thì Ngài sẽ làm những điều tốt lành cho chúng ta. Không thiếu một điều nào, và không thể nào tầm thường ở trong cuộc sống của chúng ta đâu. Thiên Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu, những điều tốt lành cho chúng ta. Tin vào điều đó và tin vào Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta thật, chúng ta hãy quyết tâm từ bỏ những gì còn bất xứng nơi tâm hồn chúng ta, trong cách thờ phượng, trong cách cầu nguyện, trong cách đến với Chúa, trong cách đón nhận Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta đón nhận Chúa với sự cung kính, với sự yêu mến, với sự trân trọng, thì Chúa sẽ đến với chúng ta, và ở nơi nào Chúa đến, Chúa làm tất cả mọi sự nên tốt, nên lành, nên hoàn hảo cho chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta mùa chay này ý thức cái việc chúng ta phải hoán cải, và hoán cải từ bên trong, không phải chỉ là làm những chuyện bên ngoài. Từ bên trong chúng ta phải sắp xếp lại đời sống của mình. Nếu chúng ta chưa thờ phượng Chúa sự xứng đáng, hãy sắp xếp lại, hãy dành cho Chúa những gì xứng đáng nhất để chúng ta xứng đáng lãnh nhận những điều tốt lành Chúa ban cho chúng ta. Amen.